Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư, ngày 26 tháng 9 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Cử hành trọng thể lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Minh Hòa hỗ trợ hơn 500.000 cây giống lâm nghiệp cho nhân dân trồng rừng. Thưa đồng bào, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê quán xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể, các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Suốt quá trình hoạt động công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức quốc tang. Sáng nay, ngày 26 tháng 9 năm 2018, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghi thức quốc tang. Trong niềm xúc động tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đã cùng tề tựu tại khu vực nhà tang lễ dự lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với vị nguyên thủ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tại nhà tang lễ, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Đúng 7 giờ, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trọng thể. Mở đầu lễ viếng, đoàn gia đình, họ hàng nội ngoại của Chủ tịch nước Trần Đại Quang do phu nhân Nguyễn Thị Hiền cùng cả con dẫn đầu đã xúc động dâng hương, dâng hoa lên linh cữu đồng chí. Trong niềm tiếc thương vô hạn, đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng đồng chí Trần Đại Quang. Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Đại Quang. Đoàn Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia quyến. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Vòng hoa của các đoàn mang dòng chữ vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu, xúc động vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người đồng chí tận tâm, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Cùng thời điểm này, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 tại nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn,
tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là mất mát to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Phóng sự sau do các đồng nghiệp của chúng tôi tại Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình vừa thực hiện. Bất ngờ, đau buồn, thương tiếc là tâm trạng chung của mọi người dân trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người con ưu tú của vùng đất cố đô Địa Linh Nhân Kiệt. Mà khi được biết tin bác Trần Đại Quang là Chủ tịch nước qua đời thì chúng tôi rất thương tiếc, vì là nó quá đột ngột, với nhân dân chúng tôi. Mà không những vì một cá nhân tôi mà ai ai cũng thế, mà khi đã tiếp xúc với họ, họ đều là tiếc thương bác vô cùng. Thì nghe Chủ tịch Trần Đại Quang mất ấy, là cái này là chúng tôi rất là bồi hồi và phải nói là rất là thương tiếc. Ông Phạm Văn Tiến là người từng công tác trong ngành công an, luôn tự hào được làm việc khi đồng chí Trần Đại Quang trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an. Với ông, dù ở cương vị công tác nào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn dành nhiều sự quan tâm tới việc xây dựng lực lượng công an, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hết lòng, hết sức, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Khi còn công tác tại công an tỉnh cũng như khi nghỉ hưu về tham gia công tác tại khu dân cư, ông Tiến luôn ghi nhớ tình cảm, sự quan tâm và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch nước. Tấm lòng của Chủ tịch khi còn công tác thì ân cần, gần gũi với nhân dân và được nhân dân vô cùng là kính trọng. Bản thân tôi là một cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, khi còn công tác thì Bộ trưởng luôn luôn là quan tâm, săn sóc và có nhiều quyết sách để cùng với toàn lực lượng công an nhân dân xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh và chiến đấu quên mình để bảo vệ an ninh trật tự cho nhà nước, cho nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trên cương vị là người đứng đầu nhà nước, dù bận rất nhiều công việc, nhưng Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn dành thời gian, tình cảm nồng ấm, sự quan tâm sâu sắc tới mọi tầng lớp nhân dân. Qua theo dõi, chúng tôi thấy Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi rất nhiều nơi, đi đến đâu thì Chủ tịch nước cũng dành những cái tình cảm nồng ấm nhất, thăm hỏi, tri ân những các cái thế hệ đi trước, các cái đối tượng chính sách, các cái gia đình liệt sĩ và đặc biệt là các cháu thiếu niên nhi đồng, và cũng được các cái tầng lớp nhân dân đón tiếp nồng hậu nhất. Đây là những cái tình cảm vô cùng thân thiết, gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đi xa, nhưng hình ảnh về một vị lãnh đạo nhà nước bình dị, gần gũi với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân sẽ luôn đọng lại và in đậm trong lòng mỗi người dân đất Việt. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Minh Hòa hỗ trợ hơn 500.000 cây giống lâm nghiệp cho nhân dân trồng rừng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 26 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình gồm ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Tại những nơi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp thứ 6 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2018. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác, đồng thời xem xét cả báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước, thực hiện giám sát chuyên đề, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, cùng với nhiều vấn đề quan trọng khác. Cử tri huyện Quảng Ninh cũng đã phát biểu ý kiến quan tâm đến một số vấn đề như đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước, xây dựng luật và thực thi pháp luật,
không để tình trạng quy hoạch treo, dự án treo. Đề nghị kỳ họp sắp tới Quốc hội đưa vấn đề cải cách giáo dục, cải cách sách giáo khoa ra để bàn bạc nghiêm túc, có sự đồng thuận cao của nhân dân. Cử tri lo lắng, băn khoăn trước tình trạng khó khăn trong tiêu thụ nông sản. Vấn đề tham nhũng, lãng phí, chai chức, chai quyền vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Con em học xong các trường đại học cao đẳng thiếu việc làm, chế độ chính sách cho thương bình binh còn nhiều bất cập. Trong kỳ họp sắp tới, nhiều cử tri huyện Lệ Thủy đề nghị các cơ quan ban ngành chức năng quan tâm hỗ trợ xây dựng cầu Hạc Đàm và công trình kè chống sói lở dọc sông Kiến Giang thuộc địa phận xã Xuân Thủy, hỗ trợ giá điện, giá giống cho nông dân trong vùng sản xuất nông nghiệp. Mức thu thủy lợi phí hiện còn nhiều điểm bất hợp lý, tăng cường các giải pháp để ngăn chặn tình trạng đốt pháo nổ trong các dịp lễ Tết. Một số bất cập trong quá trình thực hiện hỗ trợ chính sách làm nhà ở cho người có công với cách mạng theo quyết định 22 của chính phủ tại một số địa phương. Tiếp thu ý kiến của cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá cao những ý kiến đầy trách nhiệm của cử tri huyện Quảng Ninh và cử tri huyện Lệ Thủy, đồng thời đề nghị những kiến nghị của cử tri nếu thuộc thẩm quyền, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy cần nhanh chóng chỉ đạo, phối hợp với các ngành địa phương sớm giải quyết cho người dân, nhất là những vấn đề gắn liền với đời sống thường nhật của nhân dân. Đồng chí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với vấn đề thuộc thẩm quyền trung ương, tỉnh sẽ kiến nghị để có hướng giải quyết kịp thời trong thời gian tới. Sáng nay ngày 26 tháng 9, Ban dân vận tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2018. Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh. Thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy trên cơ sở hướng dẫn của Ban dân vận tỉnh ủy, thời gian qua, các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo, có nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Qua phong trào thi đua giai đoạn 2016-2018, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã đăng ký xây dựng trên 6.610 mô hình điển hình. Qua khảo sát đánh giá bước đầu đã công nhận 2.250 mô hình điển hình tập thể, cá nhân dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống chính trị xã hội. Đó chính là những tập thể, cá nhân tiêu biểu với phương pháp công tác dân vận sáng tạo, khoa học, khéo léo đã phát huy cao vai trò trách nhiệm trong công tác dân vận, góp phần vận động đông đảo cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong từng tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị và cả các lực nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai xây dựng phong trào thi đua xây dựng các mô hình điển hình dân vận khéo thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như nhận thức về phong trào thi đua về xây dựng các mô hình điển hình dân vận khéo ở một số đơn vị địa phương còn chưa đầy đủ, chưa quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và một số mô hình điển hình tiêu biểu chưa được nhân rộng. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của hệ thống chính trị thông qua thực hiện phong trào thi đua, việc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo, những cách làm hay hiệu quả. Qua đó đã làm rõ những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tổ phong trào thi đua xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy đề nghị để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng các mô hình điển hình hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền, mặt trận các cấp, các đoàn thể, các sở ban ngành tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cần phát huy vai trò trách nhiệm để tiếp tục đổi mới, tăng cường chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan nhà nước trong tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục đích, vai trò, tác dụng của phong trào. Ban dân vận các cấp tiếp tục tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng các mô hình điển hình có hiệu quả. Sáng nay ngày 26 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh về tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước 9 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai trong 3 tháng cuối năm 2018.
đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh chủ trì cuộc họp. Toàn tỉnh hiện có 9 doanh nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý, bao gồm 4 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và 5 công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Trong đó, 5 doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa, đó là công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa Quảng Bình, công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình, công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Trung và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lệ Ninh Quảng Bình. Các doanh nghiệp sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, phát triển ổn định, tạo nhiều công việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án thực hiện các thủ tục để thực hiện thoái vốn theo đúng tiến độ quyết định tại quyết định số 1232 ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo triển khai phương án sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp và xử lý dứt điểm tồn tại để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới, như việc sắp xếp cơ cấu lại ở các doanh nghiệp thực hiện chưa quyết liệt, tiến độ thoái vốn còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp cần tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, xem đây là mục tiêu quan trọng hàng đầu khi thực hiện sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp. Trong đó, các đơn vị cần quyết liệt hơn trong thực hiện tái cơ cấu, thay đổi mô hình quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động. Các sở ngành liên quan cần rà soát phương án tái cơ cấu, tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tập trung chỉ đạo để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý thực hiện cổ phần hóa theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2018. Đồng thời triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch thoái vốn đúng tiến độ, đúng lộ trình và quy định của pháp luật. Hôm nay ngày 26 tháng 9, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị sơ kết các đề án về kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Qua 2 năm thực hiện các đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thủy sản, đề án chăn nuôi, đề án phát triển kinh tế xã hội, xã Tân Trạch và xã Thường Trạch giai đoạn 2016-2020 đã được huyện Bố Trạch chủ trong triển khai và đã được những kết quả tích cực. Thông qua các đề án, chất lượng cây trồng chủ lực như lúa, ngô, lạc sắn được nâng lên rõ rệt, năng suất, sản lượng tăng, góp phần đảm bảo mục tiêu sản lượng đề ra. Diện tích các loài cây trồng tiềm năng và diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt được mở rộng. Việc tích cực chuyển đổi và đa dạng hóa cây trồng, con nuôi đã nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân. Đối với hai xã miền núi biên giới Tân Trạch và Thường Trạch, việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chủ trọng thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt các đề án trong thời gian tới. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện đối với các mục tiêu chưa đạt, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đã đề ra. Sau đây là những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Trong quý 3 năm 2018, sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 28.000 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản 9 tháng ước đạt 62.000 tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 52.100 tấn, sản lượng nuôi trồng ước đạt gần 10.000 tấn. Có được kết quả đó là nhờ tỉnh đã triển khai tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước về thủy sản. Nhiều ngư dân đã mạnh dạn đóng mới tàu có công suất lớn để chuyển đổi sang khai thác xa bờ, góp phần tăng năng lực đánh bắt và hiệu quả khai thác. Tính từ khi thực hiện quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, toàn tỉnh đã có gần 1.200 tàu lấp đài tàu, hơn 1.160 tàu đã tham gia khai thác vùng biển xa. Hiện nay, số lượng tàu khai thác hải sản có công suất từ 90 CV trở lên của Quảng Bình là hơn 1.460 chiếc, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh cũng đã đa dạng hóa sản phẩm nuôi trồng thủy sản, số lượng lồng bè nuôi tăng cao, diện tích nuôi trồng được đầu tư mở rộng. Thời gian tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và các địa phương trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, thông tin, tuyên truyền, kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định của Liên minh châu Âu về khai thác hải sản, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân đóng tàu lớn, phát triển khai thác hải sản vùng biển xa. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo ngư dân đẩy mạnh hoạt động khai thác vụ Nam 2018, vụ Bắc 2018-2019, đồng thời đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, chủ trồng nuôi thủy sản nước ngọt với các đối tượng nuôi có giá trị cao. Nhằm đẩy mạnh thực hiện một trong những chương trình kinh tế trọng điểm là trồng rừng gỗ lớn,
huyện Minh Hóa đã phê duyệt phương án hỗ trợ hơn 500.000 giống cây keo lai nuôi cấy mô cho nhân dân trồng rừng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Minh Hóa đã trồng mới được hơn 1.530 ha rừng, trong tổng số 3.300 ha, đạt hơn 46% kế hoạch. Trong đó có 111 ha keo lai nuôi cấy mô tập trung ở các xã Minh Hóa, Hồng Hóa và Hóa Hợp. Nhằm đẩy nhanh tiến độ trồng rừng cũng như chủ động nguồn giống cho nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã phê duyệt phương án hỗ trợ hơn 500.000 cây giống keo lai nuôi cấy mô cho các xã, thị trấn trên địa bàn để chuẩn bị trồng trên diện tích 314 ha với tổng số vốn hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo phòng nông nghiệp liên kết với các công ty nông lâm nghiệp, các vườn ươm cây giống trong và ngoài tỉnh để tìm nguồn cung cấp cây giống đảm bảo chất lượng cho công tác trồng rừng. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua khó khăn do sự cố môi trường biển, ngư dân ở xã biển Ngư Thủy Nam huyện Lệ Thủy vẫn tích cực bám biển vươn khơi, đồng thời chủ động chuyển đổi sinh kế để tăng thêm thu nhập. Mô hình nuôi cá lóc trên cát là một trong những hướng đi được nhiều hộ dân nơi đây lựa chọn. Những năm trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Lớn ở thôn Liêm Bắc xã Ngư Thủy Nam luôn phụ thuộc vào những chuyến biển của chiếc thuyền bơ nan đánh cá gần bờ. Sau sự cố môi trường biển, gia đình bà Lớn đã chuyển sang nghề nuôi cá lóc. Đến nay, trên diện tích đất cát gần 1 hecta, gia đình bà Lớn đã đào 6 ao cá cho 2 vụ thu hoạch mỗi năm. Ngoài việc nuôi cá lóc thương phẩm, gia đình bà Lớn còn kinh doanh thêm các mặt hàng hải sản, nên kinh tế của gia đình ngày càng khấm khá hơn, thu nhập khoảng 150 triệu đồng mỗi năm. Từ sự cố môi trường biển thì gặp rất nhiều khó khăn trên gia đình chuyển đổi là qua mô hình là nuôi cá lóc. Thì trước thì nuôi chỉ một hồ thôi, sau nhìn thấy là nuôi rất chi có lợi và đặc biệt là giá cả thị trường là được ổn định. Nuôi cá lóc thì thứ nhất là có cái là tạo công ăn việc làm, thứ hai nữa là cũng tăng thu nhập cho gia đình cũng đảm bảo hơn. Sau sự cố môi trường biển, chính quyền xã Ngư Thủy Nam đã chỉ đạo và vận động tuyên truyền bà con ngư dân thực hiện chuyển đổi nghề nhằm tăng thu nhập, ổn định đời sống. Việc nuôi cá lóc trên cát có nhiều thuận lợi do có nguồn thức ăn dồi dào từ cá biển, phế phẩm nên đã được nhiều hộ dân mạnh dạn thực hiện. Theo thống kê, Ngư Thủy Nam có 750 hộ thì có gần 60% hộ dân đào ao nuôi cá lóc. Từ nuôi cá lóc, nhiều hộ dân ở đây có thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo nhân dân là phát triển cái nuôi cá lóc này và đặc biệt nhất là vận động nhân dân để là cái nuôi cái vụ hai nâng cao thu nhập, gọi là cái trại vụ để nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đặc biệt nhất là chỉ đạo vận động nhân dân là mở rộng cái thương hiệu cái đầu ra cho sản phẩm cá lóc để nâng cao cái thu nhập cho người dân, tiếp tục phát triển bền vững trên địa bàn Ngư Thủy Nam. Đối với Ngư Thủy Nam thì hướng phát triển kinh tế chính của xã vẫn là nghề biển. Tuy nhiên, để xóa thế độc canh nghề biển thì việc lựa chọn chuyển đổi nghề phù hợp với điều kiện của địa phương vẫn là điều cần thiết để nâng cao đời sống của người dân. Mô hình nuôi cá lóc của người dân là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình. Từ những kết quả ban đầu cho thấy, nuôi cá lóc có thể là mô hình phù hợp đối với việc tìm hướng chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân Ngư Thủy Nam nói riêng và các xã biển bãi ngang ở Quảng Bình nói chung. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 26 ngày 27 tháng 9, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm 55 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm 56 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm 69 đến 95%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm 57 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoan Lão mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm 68 đến 94%.